Xin chào các bác đã đến với kênh Kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Quayri XC Core, một dòng xe đạp đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng của Nga. Và chiếc xe này thì được sử dụng bộ chuyển động Shimano Atut với 9 tầng líp và 3 tầng đĩa. Và xe có 27 cái khăn châu, khung nhôm bánh bánh 26 inch. Toàn bộ xe là toàn bộ nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng nguyên zin hết, 100% đẹp. Thương hiệu Format, một thương hiệu mà cũng không xa lạ gì với các bác chơi xe đó rồi. Thương hiệu rất là nổi tiếng của Nga. Và model này về là Quayri XC Core. Nhôm sử dụng bộ chuyển động Shimano Atut với 9 tầng líp và đặt đĩa với 3 tầng đĩa, cho xe có 27 con khác nhau. Xích nít thì còn rất là mới các bác này. Đủ đĩa trục rỗng vì format nguyên zin luôn. Do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi trên khung. Còn lại thì tổng thể xe hay là bộ chuyển động hay là ổ bi các thứ là còn rất là mượt. Trên phần ghi đông đây thì được sử dụng bộ tay bấm xả của Shimano Atut và cụm phanh dầu của Shimano. Toàn bộ xe là nguyên zin hết các bác nhé. Sản xuất dầu theo xe này. Cối Lovatec bị vòng, bây giờ Lovatec bị vòng. Một bộ ở trước sau. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 45 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe có size cho các bác từ khoảng 1m65, 64-65 đến 74-75 thì phù hợp. Động Atut 9 lít và 3 đĩa, 27 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì rất là mượt mà, lên xuống nhẹ nhàng. Chuyển động này nó cũng còn tương đối là mới. Xích lít rồi đến chi tiết đề rất là mới. Nên bộ chuyển động này lên xuống là cực kỳ là ngon. Thì chiếc xe này được bán bên em mức giá là 7,5 triệu, báo ship toàn quốc cho các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video.